Ok, mình giới thiệu tới các bạn cái cụm động cơ này nha. Cụm này thì rất là đặc biệt các bạn. Thì cụm này á là một dạng của động cơ brushless qua hộp số. Nó đem tới một cái công suất cao, nhưng mà nó xài là xài động cơ brushless nha. Động cơ brushless á, những kiểu như vậy nè, nó là kiểu hiệu năng cao, công suất cao. Đó, nhiều bạn cứ nhiều khi không tin nha. Một cụm nhỏ như vậy đó, công suất nó 400, 500, 700W nha, là bình thường. Thậm chí cái mà lúc trước mình có thanh lý một cái đó, nó nhỏ gọn thôi, nó dài 2000W nha, là bình thường. Tại vì sao? Tại vì dây bên trong á, dây đồng nó quấn rất là to các bạn, quấn to nha. Trên đây nó có cái heo sensor là nhưng bị cắt nha các bạn. Đó, nó có cái heo sensor nè. Thì cái này khách nào chạy heo sensor thì đấu vô, còn không chạy thì thôi nha. Mình thấy cái dấu cắt thì nó cũng rất là mờ rồi. Nó mạch PCB thông thường nó sẽ có nha các bạn, heo sensor nha. À, nhưng mà ở trên thân á các bạn, mình lại trên cái PCB á, mình lại không thấy có cái con heo sensor nào nha. Cho nên cái này là nhà sản xuất họ không có làm hay là sao thì mình không rõ nha. Chứ để nói đem về rồi nói có heo sensor nhưng mà lại không có nha. Đó, cái này thì mình không biết nó là bao nhiêu watt hết nha. Nhưng mà con này á, được tháo trong cái cụm trục xới các bạn. Cụm trục xới nha. Đường kính trục là 20. Đó, nhìn cái mặt đạn nè. Bên trong nó là nhông hành tinh. Dây rất là dày ha, dày và to. Nó có một cái tản nhiệt phía sau nè các bạn. Khi quay tốc độ cao á, nó sẽ thổi cái dòng không khí nha, thổi lên. Thì cụm này tháo cụm trục xới chạy chuẩn 12V. Chạy 12V chuẩn nha. Nó không chạy được 24 nha các bạn. Tốc ra thì khách nào cái này là con này nó chạy khoảng 10.000 vòng nha, 10.000 vòng rất là cao. Đó. Cái cánh quạt phía sau thì nó bắt ban ốc lại nha. Rồi cái cốt phía sau thì nó là một lông đèn, lông đèn cái một cái phe nha. Ok, cụm như vậy thì rất là nặng và khỏe, làm giảm tốc khỏe nha. Tiếp theo là cái SC này. Đó, SC này là tháo Blycam loại xịn dòng tối đa 30A nha, loại xịn dòng tối đa 30A. Đó, cho nên là chạy thoải mái nha các bạn, 30A. Còn đây là cái bo test sạc vô để chỉnh tốc độ nha. Ok, cấp nguồn nha các bạn. Thì khách nào đã xài qua Roka qua cái SC này rồi thì mình không nói làm gì nha. Còn khách nào mà chưa biết xài thì mình hướng dẫn cơ bản nha các bạn. Đầu tiên là cấp nguồn. Thì cấp nguồn á thì nó sẽ kêu é e ba âm thanh ha. Các bạn nghe lại nè. Mình đã rút dây nguồn nhưng mà trên trong cái men á, con tụ nó còn đèn nó tắt rồi nha. Đó, nó kêu, đó, nó kêu như vậy là ok nha các bạn, là ok nha. Bây giờ chỉ việc vặn tốc độ lên là chạy thôi nha. Đầu ra khoảng 60 vòng một phút nha, nãy mình đếm khoảng 60 vòng một phút đó. Con này thì lực kéo rất là khỏe, động cơ qua giảm tốc, bánh đa hành tinh 2 tầng đó, ra thuốc cốt. Bạn nhìn cái cốt thấy uy tín không, cốt 20 nha, nó có một cái lỗ để mình bắt qua đây. Cái này khách nào cần một cái tải cao nha các bạn, cần tải cao á, gắn xe đạp gì đó nha, chạy cái bình 12 này gắn xe đạp là ngon luôn nha.
chạy 12V, cực ngon, khỏe ha, khỏe ngon. Mình có ba cái mình để chừa cái là lại gắn xe đạp chơi ta. SC bền bỉ 30A tối đa. Này tháo flycam xịn nha. Đó, này loại xịn, loại tháo máy. Còn cái SC mà bằng vàng á các bạn, bằng vàng mà nó co nhiệt bằng vàng, nó bán bên Trung Quốc á, thì cái loại đó thì nó không bằng á. Ok. Cái test sạc vô á nó có ba chức năng nha. Một là chỉnh tay chạy nhớ giống như nãy giờ. Còn cái thứ hai các bạn, mình chọn cái select này nè, bấm select đây nè. Thì đó, cái này là men, nó để chữ men là chính. Còn cái tiếp theo nó để là chạy một tốc độ các bạn. Bấm cái là nó cái đèn nó sáng bên đây nè. Bấm cái là nó qua luôn nha. Còn cái auto, cái bên đây là bên phải cuối cùng là auto, thì nó sẽ nhanh lên giảm xuống, nhanh lên giảm xuống nha các bạn xem nè. À, chuyển về tay, chuyển về chế độ tay. À, chế độ tay thì các bạn chạy bao nhiêu chỉnh bấy nhiêu. Cái này thì khỏi giữ nha các bạn nha, khỏi suy nghĩ để giữ nó lại nha. Ok, hiện tại mình bán ra là bán nguyên cụm nha các bạn, nguyên cụm nha. Về khách chỉ việc cấp nguồn 12V, đỏ là dương, đen là âm là xài nha. Hai dây này nó hơi nhỏ, mình sẽ thay dây lớn nữa các bạn. Còn test sạc vô dây này thì nó điều khiển dây tín hiệu, nó không cần. Còn ba dây này thì cũng tương đối lớn nha, ba dây này ba dây nén tương đối lớn. Ok, mình sẽ thay cái dây nguồn này nè, nó hơi nhỏ. Ok, một bộ như vậy thì giá là 1.250.000 nha, bao ship. Khách nào cần thì báo mình nha.